thưa hội đồng, tôi không biết là quý vị có theo dõi tin tức không, mà tôi thì rất là thích theo dõi tin tức thế giới và xung quanh. Và một trong những cái sự kiện mà tôi nghĩ là có lẽ ở tại Hoa Kỳ chúng ta đã theo dõi trong tuần qua, chúng ta biết gì không? Đó là việc một chiếc tàu dài Titan đã bị mất tích khi họ đang xuống biển để đến chiếc tàu Titanic. Tôi biết là Titanic có cái gì ở trong đó mà họ đã đi như vậy và sẵn sàng để hy sinh mạng sống của mình. Và tin rất là buồn, sau 3 ngày từ diễn hạn Mỹ và Canada và luôn cả Pháp đã tìm kiếm, nhưng cuối cùng thì đã không có tìm được. Và vừa rồi thì từ diễn Mỹ đã tuyên bố rằng chỉ tìm được những cái xác của chiếc tàu. Và chúng ta biết được 5 người ở trong chiếc tàu đó là 5 người siêu giàu, người ta là siêu giàu, là tỷ phú, đã mất mạng. Tất cả những cái thông tin, tất cả những cái gì mà hiện đại nhất, tân tiến nhất để tìm kiếm và dọn tìm cái chiếc tàu này thì vẫn không tìm được. Không biết nó nằm ở đâu, không biết nó ở chỗ nào. Vì không biết nó nằm ở chỗ nào, không xác định được vị trí nó, dù là dò tìm suốt 3 ngày nhưng không thấy được. Và cuối cùng thì nó đã bị hủy hoại. Tôi bỗng nhiên nhớ đến đại hội của chúng ta và với cái chủ đề mà ban tổ chức cho chúng tôi biết, đó là trỗi dậy. Xin hãy nói cho tôi trỗi dậy. Trỗi dậy. Phụ nữ đổi quyền trỗi dậy. Trỗi dậy. Tôi rất là thích chủ đề này. Nó mang một cái tính rất là thách thức cho tôi nữa khi mà tôi được mời chia sẻ trong đại hội kỳ này. Nhưng mà chúng ta ở trong lòng của tôi, để trước khi chúng ta trỗi dậy thì chúng ta cần phải biết mình đang ở đâu. Chiếc tàu kia đã bị mất và không tìm được, bởi vì người ta không biết nó ở đâu. Chúng ta cần phải biết mình đang ở đâu, ở chỗ nào, ở vị trí nào thì chúng ta mới có thể biết mình trỗi dậy như thế nào. Và một cái câu mà Đức Chúa Trời đã hỏi Adam, và đó cũng là một cách mà Chúa đã tìm kiếm con trai của Ngài khi mà Adam phạm tội. Có lẽ chúng ta biết câu chuyện ở trong vườn địa đàng, Chúa cũng hỏi Adam, cậu ở đâu? Adam, cậu ở đâu? Và câu chuyện đó chúng ta đã biết. Cuối cùng kết thúc của câu chuyện đó là một sự ngủ xa, một sự bất phúc. Bởi vì câu hỏi mà Chúa muốn hỏi Adam, Adam đã không có câu trả lời. Đó, hôm nay tôi muốn trở lại câu chuyện này với câu hỏi cho quý vị. Con ở đâu? Hãy cùng với tôi mở trong lời của Chúa trong Sáng Ký đoạn 3, câu 8 đến câu 13. Sáng Ký đoạn 3, câu 8 đến câu 13. Chúng ta sẽ cùng đọc chung với nhau đoạn kinh thánh này. Chúng ta khởi sự. Khi nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi trong vườn lúc chiều mát, Adam và vợ của mình giữ các lùm cây trong vườn. Anh giống thế lắm. Nhưng mà
câu hỏi được đặt ra đó là Chúa biết tại sao Chúa hỏi. Chúa biết Adam ở chỗ đó, nhưng mà tại sao Chúa hỏi Adam còn ở đâu? Vâng, quý vị, Chúa biết, nhưng Ngài vẫn hỏi. Ngài hỏi với mục đích gì vậy? Ngài hỏi để Adam xác định rằng vị trí mà con đang đứng ở chỗ nào. Ngài muốn Adam xác nhận chỗ mà con đang đứng là chỗ nào. Ngài không phải là không biết, nhưng mà Ngài muốn Adam biết. Ngài muốn mỗi chúng ta biết và trả lời với Chúa tối hôm nay, con ở đâu? Muốn đi xa, chúng ta cần phải biết vị trí mình đang đứng. Chúng ta không thể nào đi xa hơn được nếu chúng ta không biết mình đang ở chỗ nào. Khi mà chúng ta gọi điện thoại thường thì chúng ta thường hay hỏi cái câu gì đầu tiên quý vị? Dạ, một sự khách đang đâu? Cái câu hỏi đó nhiều khi nó rất là buồn cười quý vị. Nhiều khi mình đang, xin lỗi, đang ở trong toilet. Ủa sư, anh đang đâu vậy? Cứ trả lời. Thì nói chuyện gì cứ nói đi. Cứ hỏi, ở đâu vậy? Em đang ở đâu vậy? Anh đang ở đâu vậy? Cái câu hỏi đó là câu hỏi mà chúng ta thường hay hỏi để làm gì vậy? Có thể không phải là xác định cái vị trí của cái người mà chúng ta hỏi không? Thì câu hỏi ở tại đây, Chúa cũng muốn Adam xác định lại chỗ con đang đứng. Chúng ta biết cái chỗ đó nó đúng hay sai rồi, đúng không? Chúa hỏi không phải là Chúa không biết, nhưng mà Chúa muốn Adam trả lời chỗ đó đúng không con? Đó không phải là chỗ mà ta đặt để con không? Đó không phải là nơi mà ta đã đặt để con khi ta tạo dựng nên con hay không? Thất bại của nhiều người mà tôi nhìn thấy trong chức vụ của tôi, không phải họ làm những gì sai trật lớn lao lắm, nhưng mà họ đã đứng không đúng vị trí Chúa tạo dựng. Tôi xin nhắc lại, thất bại của nhiều người là bởi vì đã không đứng đúng cái vị trí mà Chúa tạo dựng. Chúa tạo dựng Adam ở vị trí nào? Là người cai quản vườn hay là người trốn trong vườn? Chúa tạo dựng tôi và quý vị ở vị trí nào? Là một sứ đồ, một nhà truyền giáo, một mục sư, một giáo sư, một nhà kinh doanh. Chúa có kế hoạch trên mỗi cuộc đời của chúng ta hết tất cả quý vị. Quý vị amen với tôi mà. Không ai giống ai hết, nhưng mà mỗi chúng ta cần quyết định vị trí mà chúng ta đang đứng là vị trí nào. Không phải thấy mục sư Lâm hay mục sư Khánh đứng đây là giảng và tôi cũng muốn giống như vậy. Không phải. Có nhiều người được gọi là giáo sư nhưng mà lại muốn là một sứ đồ. Tôi đã biết có những người nhà truyền giáo rất là được ơn, đặt tay chữa lành, nhưng mà khi bước vào trong vị trí lãnh đạo thì ôi thôi, nó như là một mớ bồng bông. Và chúng tôi phải đi giải quyết. Họ không phạm tội gì hết đó, nhưng mà đã không đứng đúng vị trí Chúa gọi. Chỗ dậy. Trước khi chỗ dậy, chúng ta cần biết chỗ mà chúng ta đang đứng đúng hay sai. Tôi được thúc giục để nói với ông bà chị em trong buổi tối hôm nay, hãy cẩn trọng quý vị. Nhiều khi chúng ta muốn chỗ dậy, nhưng mà chỗ dậy đúng cái vị trí chúng ta đặt. Nếu đó không phải là sự tạo dựng của Chúa cho cuộc đời chúng ta, nếu đó không phải là sự cứu độ của Chúa trên cuộc đời của chúng ta, nếu Chúa gọi chúng ta một nhà kinh doanh, hãy là người kinh doanh tốt nhất cho Chúa. Amen. Yes. Vì amen không ạ? Amen. Yes. Không có gì để mặc cảm, có gì để tự ti cả, bởi vì đó là sự tạo dựng của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Đừng đứng sai vị trí quý vị. Chúa hỏi Adam, con ở đâu?
Và biết lúc bây giờ anh Hằng rất là bối rối. Chú biết nhưng mà chú không. Là để con trai của Ngài xác định lại. Và tối hôm nay một lần nữa tôi muốn nói ông bà cha rằng Chúa muốn chúng ta mỗi người xem lại chúng ta đang đứng đúng cái vị trí Chúa ngồi hay không. Chúng ta đang ở đúng cái vị trí Chúa chọn mình hay không. Hãy xác định lại vị trí để rồi nói với Chúa rằng Chúa con đang đứng đúng vị trí Chúa. Chức vụ của sứ đồ Phaolô đã có rất là nhiều những Timôthê cùng đi với ông. Có Timôthê, có Tích, có Onesim. Thế cũng có một người mà Phaolô đã từng giới thiệu cho mọi người. Đó là Đê-mai. Cũng là một người bạn đồng hành với sứ đồ Phaolô. Nhưng một ngày kia, ông bị bắt cùng với Phaolô lần thứ nhất. Nhưng đến lần thứ hai, thì Đê-mai không chịu được nói. Mà một câu nói rất là buồn mà sứ đồ Phaolô mới nói với Timôthê: hãy đến với ta sớm sớm nha con, bởi vì Đê-ma đã bỏ ta. Vì người, cái câu sau mới đau. Vì người sao? Ham hố đời này. Tên của Đê-ma không còn được nhắc nữa. Có nhiều người được kêu gọi bước vào trong chức vụ đó nhưng mà đã không đứng đúng vị trí đó. Và cuối cùng bỏ cái vị trí mà Chúa gọi gì. Có nhiều người không được kêu gọi vào trong chức vụ thì chúng ta không cần phải bước vào trong chức vụ. Chúng ta trở thành một người phục vụ Chúa theo cái cách mà Chúa muốn chúng ta làm. Và tôi tin rằng thiên đàng vẫn có phần thưởng cho chúng ta. Amen. Thế xin Chúa dùng điều này nhắc nhở tôi và quý vị. Quý vị ơi, hãy xác định lại một lần nữa tôi muốn nói với tất cả các con dân của Chúa tối hôm nay. Hãy xác định lại trước khi chúng ta rời khỏi phòng nhóm này, trước khi chúng ta chấm dứt hội đồng này, và tôi mong rằng mỗi người chúng ta phải trả lời với Chúa: con đang ở đâu? Con có đang ở đúng cái vị trí mà ta tạo dựng con không? Cái mục đích mà Chúa đã tạo dựng con hay không? Cái sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời của chúng ta hay không? Quý vị, chắc chắn Chúa không có hỏi chúng ta ở đâu, con ở Alabama hay con ở Florida, con không? Chúa không phải hỏi đó đâu. Nhưng mà cái hành trình mà chúng ta theo Chúa có đúng không? Con có đang đi đúng đúng cái hành trình thuộc linh mà ta đưa con đến đất này? Và con ở đâu trong sự hiện diện của ta? Tôi rất là thích cái câu kinh thánh này. Khi nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi trong vườn lúc chiều mát, Adam và vợ ẩn mình trước giữa các rừng cây trong vườn để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Ở trong bản dịch cổ là lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Nghĩa là giữa Chúa và Adam có một cái thì giờ hẹn với nhau. Chiều nào cũng vậy, Adam và Chúa gặp nhau lối chiều. Nhưng mà chiều hôm đó khi mà Chúa đến trong vườn thì Chúa không thấy bóng dáng của con trai này nữa. Và Chúa hỏi: con ở đâu Adam? Chiều nào cũng vậy, Chúa và Adam nói chuyện với nhau, Chúa thăm viếng Adam, Chúa nói chuyện với Adam, nhưng mà chiều hôm đó không thấy nữa. Con ở đâu ở trong sự hiện diện của ta, con trai? Quý vị, tối nay tôi một lần nữa muốn hỏi bạn xem là chúng ta đang ở đâu trong sự hiện diện của Chúa? Chúng ta không mặc ở trong nhà thờ này, nhưng mà sự hiện diện của Chúa có đang ở trong cuộc đời của chúng ta? Mối tương giao giữa chúng ta với Chúa có thật sự gần gũi và ngọt ngào như cái ngày đầu mà chúng ta gặp Chúa không? Như cái ngày mà chúng ta được bắt tay nên chúng ta có tiếng mới, chúng ta cầu nguyện rất mạnh mẽ với Chúa, thì ngày hôm nay nó có còn như vậy không? Hay là nó mai một rồi? Không còn nữa. Còn ở đâu trong sự hiện diện của ta? Con ở đâu? Con đang làm công việc. Nhưng mà điều ta hỏi con là trong sự hiện diện của ta, con ở đâu? Ở trong cái nơi riêng tư giữa con với ta, con ở đâu?
Tôi biết có nhiều người rất là sốt sáng, rất là nhiệt tình trong ngôi vị Chúa. Nhưng mà quý vị ơi, Chúa vẫn hỏi, còn ở đâu? Ở trong mối tương giao giữa cộng với ta. Là mục sư, chúng tôi rất là dễ bị cám dỗ. Là làm công việc và công việc. Cách đây 2 ngày chúng tôi được bên nhà thờ của mục sư Nguyễn Huy Vân có một trò chơi và bắt chúng tôi xem hình đón chữ, thì thấy mục sư Vân có cái chánh, thì người ta hỏi cái câu, cái hình đó có nghĩa gì, không ai trong chúng tôi biết hết. Thì mọi người cuối cùng phải chịu thua, thì cái cô trò chơi đó là mục sư Vân nặng bân nặng, người rất là bận rộn. Bận rộn công việc Chúa rất là tốt. Dạ, cảm ơn Chúa vì đầy đớn Chúa nhiệt tình. Tôi cũng vậy, công việc nó liên tục đến với chúng tôi. Hết hội đồng này qua hội đồng khác, mà chúng tôi phải là những diễn giả, phải đi từ nơi này đến nơi khác. Nhưng mà Chúa vẫn hỏi, con ở đâu? Ở trong mối tương giao giữa con với ta. Con trai, có một lần tôi chuẩn bị ngủ, thầy Chúa nói với tôi, con để dành thì giờ nào cho ta? Tôi rất là cảm thấy cái lòng ngực của mình nó cứng lại. Bởi vì sáng nào tôi cũng cầu nguyện hết. Tôi cầu nguyện với hội thánh, tôi cầu nguyện, rồi sau đó tôi là với thánh. Nhưng mà Chúa vẫn hỏi tôi là giờ nào là giờ mà ta có thể nói chuyện với con? Sau cái giờ cầu nguyện, sau cái giờ thờ phượng Chúa với hội thánh, với cá nhân tôi, rồi tôi bắt đầu làm công việc, rồi trả lời email, làm mọi thứ. Nhưng mà Chúa hỏi tôi, giờ nào là giờ mà con dành để ta nói với con? Con nói với ta không à? Còn ta nói với con lúc nào? Quý vị, Chúa rất muốn có thời giờ để nói chuyện với chúng ta. Tôi khóc và tôi em nghe với Chúa, tha thứ cho con. Mình cứ nghĩ rằng mình đã nói chuyện với Chúa là đủ rồi. Nhưng mà Chúa muốn nói với mình nữa. Chúa muốn bạch khải, Chúa muốn bày tỏ những cái gì đó cho tôi nữa và cho quý vị nữa. Giờ nào quý vị? Tôi đã bị Chúa trách. Và tôi em nghe với Chúa. Giúp con để con có thời giờ lắng nghe Chúa nữa. Amen. Một lần nữa, hãy có thời gian lắng nghe tiếng Chúa được. Chúa muốn nói chuyện với chúng ta một cách cá nhân. Đừng cứ chỉ có bận rộn giống như Ma-thê mà quên thời gian giữa mình với Chúa giống như Ma-thê. Còn ở đâu trong sự hiện diện của Thầy? Con có thể đi xa khỏi thần Chúa không? Không có. Con có thể trốn khỏi sự hiện diện của ta không? Không có. Adam nghĩ là mình trốn trong lùm cây là mình trốn được không? Con ở đâu? Tôi nhớ một bài hát rất là nhiều năm, có một người đã từng sáng tác. Chúa với tôi trên đường trò chuyện, trong bao lời nguyện, trong mối tương giao. Cha cho con an bình dạt dào, Cha cho con bao lời ngọt ngào. Mối tương giao giữa chúng ta với Chúa những ngày qua như thế nào? Tối hôm nay một lần nữa, tôi muốn mọi người chúng ta hãy tra xét lại, con ở đâu trong sự nhiệm của ta? Con ở đâu trong mối tương giao giữa con với ta? Con ở đâu, con trai? Mà nếu chúng ta đánh mất của tối nay, thì tôi ao ước rằng quý vị sẽ quay trở lại với điều mà Chúa hỏi chúng ta. Điểm thứ hai mà tôi muốn cùng học với bài chất trong buổi tối hôm nay, con ở đâu? Cái câu này muốn nói gì? Con ở đâu? Có nghĩa là Chúa muốn hỏi rằng con có đang đi đúng định mệnh mà ta dành cho cuộc đời con hay không? Không phải là để cho Adam xác định vị trí con thôi, nhưng mà Chúa cũng muốn hỏi để Adam nói rằng con có đang đi đúng định mệnh mà ta dành cho con hay không? Quý vị, Chúa có định mệnh trên mỗi cuộc đời của mỗi chúng ta. Quý vị amen với tôi không ạ? Khi chúng ta có mặt ở trên đất này, Chúa có định mệnh trong cuộc đời của chúng ta. Ý muốn của Chúa tỏ bày cho mỗi chúng ta.
Định mệnh của Chúa, như tôi đã nói, không phải là để cho Adam trốn trong vườn. Định mệnh của Chúa cho Adam là gì ạ? Chúa tạo Adam là để ông cai quản vườn, làm chủ cái vườn đó, chứ không phải là người trốn ở trong vườn. Adam, con có đang đi đúng định mệnh mà ta dành cho con hay không? Con có đang đi đúng cái hành trình mà ta đã đặt để con ở trên đất này hay không? Xin đừng giận tôi nếu tôi nói một câu này, bởi vì là mục sư tôi thường hay hỏi những người phục vụ Chúa và những người theo Chúa. Có nhiều người đang không biết mình ở đâu và cũng không biết mình đang làm gì và thậm chí cũng không biết mình muốn gì nữa. Tôi hỏi những người trẻ, ước mơ con là gì? Con muốn làm gì? Họ không có câu trả lời. Quý vị, tôi mong rằng lời này của tôi hôm nay giúp đỡ cho tất cả quý vị. Nếu chúng ta đang không biết mình làm gì, thì đây là lúc mà chúng ta phải ngồi lại. Giấc mơ của chúng ta là gì? 10 năm nữa, 20 năm nữa, cuộc đời của chúng ta sẽ làm gì? Con đang ở đâu trong định mệnh mà ta dành cho cuộc đời của con? Con có đang đi đúng hành trình mà ta gọi con không? Đây có phải là chỗ của con không? Đôi khi chúng ta làm theo điều người ta muốn mà chúng ta không làm theo điều Chúa muốn mình làm. Và đó là lý do mà chúng ta lòng vòng hết năm này qua năm khác. Và tới 30, rồi tới 40, rồi tới 50, chúng ta cũng không tìm được câu trả lời mình, định mệnh của mình là gì? Sự kêu gọi của mình là gì? Có một người nói rằng, có hai điều quan trọng nhất ở trong cuộc đời mà chúng ta cần phải đối diện và cần. Hai ngày vui nhất đó là ngày chúng ta sanh trên đất này. Và ngày thứ hai là ngày chúng ta khám phá ra chúng ta là ai, làm gì ở trên đất này. Nếu quý vị không có câu trả lời đó thì quý vị ơi, chúng ta không sẽ trỗi dậy được. Chúng ta sẽ không biết làm gì cả. Khi người ta đến hỏi Giăng Báp-tít, anh là ai? Giăng Báp-tít nói gì quý vị? Ông nói một cách rất là rõ ràng. Xin lỗi, để tôi về tôi hỏi ba tôi là ai? Để tôi về tôi hỏi má tôi, bởi vì nhà tôi sanh ra ba tôi bị câm. Không. Ông trả lời, tôi là tiếng kêu trong đồng vắng. Tôi là gì? Tôi là người dọn đường cho Chúa. Giăng Báp-tít biết rõ định mệnh cuộc đời của mình. Mình sinh ra với một sự kêu gọi, một sức sứ mạng. Đó là tiếng kêu trong đồng vắng. Ồ, cái gì vậy? Sao là tiếng kêu trong đồng vắng? Ông biết rõ đó là định mệnh. Đó là sự kêu gọi. Đó là sứ mạng. Và ông đã làm hết lòng để dọn đường cho Chúa, giới thiệu một cứu Chúa Giêsu cho mọi người. Và khi Chúa Giêsu xuất hiện, ông lùi vào trong phía trong. Giăng Báp-tít đã làm đúng cái định mệnh của cuộc đời của ông. Phải không quý vị? Bởi vì ông biết ông là ai. Ông là ai? Ông được sinh ra bởi điều gì? Và được tạo dựng lên bởi mục đích gì? Chúa có định mệnh cho một cuộc đời của chúng ta, quý vị ơi. Quan trọng là chúng ta đã khám phá ra nó chưa? Xin lỗi Phi-rơ, ông là người được sinh ra trong gia đình truyền thống đánh cá. Nhưng đến khi ngày ông gặp Chúa, thì Chúa nói gì? Sau khi mà mẻ lưới đầy cá, Chúa nói Phi-rơ gì quý vị? Phi-rơ, kể từ nay con không là người đánh cá nữa, mà con sẽ là trở nên tài đánh lưới. Định mệnh của cuộc đời Phi-rơ trở thành tài đánh lưới người. Chúa đã thay đổi cái định mệnh từ đời của ông cha để lại là cha truyền con nối. Tôi không biết là có ba đời không, nhưng mà cha của ông cũng là đánh cá và sinh ra ông cũng đánh cá. Nhưng mà định mệnh của ông khi gặp Chúa đã được thay đổi trở thành người đánh lưới người. Hallelujah. Yes. Quý vị, định mệnh của chúng ta là gì? Chúng ta có đang đi đúng định mệnh mà Chúa đặt để cho cuộc đời của chúng ta hay không? Một ngày kia,
Phi-e-rơ đã thất bại trong việc giữ đức tin của mình, mà ông đã chối Chúa. Và khi Chúa Giê-xu sống lại, Ngài gặp rất là nhiều người nhưng mà chưa nói gì ông hết. Thì chúng ta biết là cái ADN, xin lỗi, cái bản chất của người lãnh đạo ở trong Phi-e-rơ. Và ông lại khi thất vọng, khi ngã lòng, thì ông đã quay trở lại cái nghề cũ. Ông đi đánh cá tiếp. Có con cá nào không quý vị? Không có con cá nào hết. Và Chúa lại gặp ông tại bờ hồ đó, và Chúa lại phục hồi lại cho ông. Phi-e-rơ, ta đã nói với con rồi, định mệnh của con không phải là tay đánh cá nữa, mà định mệnh của con là tay đánh lưới người. Anh chị em thân mến, một lần nữa tôi biết câu hỏi này đã làm cho có nhiều người trong chúng ta phải suy nghĩ, nhưng hãy suy nghĩ bằng trả lời. Nhưng ngày hôm nay chúng ta không biết rõ mình là ai và mình được sinh ra với mục đích gì, thì quý vị ơi, chúng ta không thể đi xa được đâu. Chúng ta thi về hậu đồng nước, cảm ơn Chúa vì sự thăm viếng Chúa, cảm ơn Chúa vì Thánh Linh Chúa hành động, cảm ơn Chúa vì con được đụng chạm, cảm ơn Chúa vì chữa lành, nhưng mà sau đó là gì? Sau đó là gì? Không phải chỉ đụng chạm thôi, không phải chỉ được tươi mới thôi, không phải chỉ được chữa lành thôi, nhưng mà sau đó là để chúng ta phục vụ Chúa. Amen. Chúng ta amen không ạ? Sau đó là để chúng ta phục vụ Chúa. Tôi rất là vui gặp một thầy tớ của Chúa chiều hôm nay chở tôi và mục sư Bình đi. Ông nói, mục sư ơi, cảm ơn Chúa hậu đồng ân tứ năm ngoái. Mục sư có nhớ các mục sư đã cầu nguyện cho em, và bây giờ em đã bước vào trong chức vụ, em là mục sư và đang trăng bày hội thánh. Wow, rất là tuyệt vời. Tôi rất là được phước khi mà nghe lời chứng này. Đại hội ân tứ của chúng ta đã dấy lên những mục sư trò Chúa của chúng ta. Và tôi ấu lên đại hội ân tứ chúng ta tổ chức ở tại đây không phải là để chúng ta được thăm viếng thôi, không phải là để chúng ta được đụng chạm thôi, mà để chúng ta biết rõ chúng ta là ai, để biết rõ định mệnh rồi chúng ta là gì. Quý vị, chúng ta đã đến đất này rồi, sự tự do, sự phước hạnh mà Chúa đã ban cho chúng ta, tôi nghĩ rằng chưa đủ, còn hơn cái điều đó nữa. Hôm qua tôi có chia sẻ cho hội thánh của Bụt Sùng Nguyễn Bân hôm nay. Quý vị đừng xin Chúa cho con được phước nữa. Quý vị đang được phước. Nếu quý đồng ý hãy chúng ta lên. Ở trong Chúa chúng ta đã được phước rồi. Ở trong Chúa Giêsu chúng ta có tất cả một cái phước thiêng liêng từ trên cao của chúng ta rồi. Đừng xin Chúa ơi ban phước cho con nữa. Đừng xin Chúa ơi ban phước cho ông nội con nữa. Đừng xin Chúa ban phước cho bà nội con, cho ba, cho má con nữa. Quý vị đã được phước và đang được phước. Nhưng lời cầu nguyện mà tôi mong quý vị hãy cầu nguyện đó là: Chúa ơi, xin dùng con trở thành nguồn phước cho người khác. Chúng ta được cứu là để cứu người khác. Chúng ta được Chúa ban phước là để trở thành nguồn phước cho người khác. Cho không phải ích kỷ cho cuộc đời của chúng ta. Là cầu nguyện nói Chúa không có nghe nữa đâu. Chúa ơi, dùng con là nguồn phước cho người khác. Tôi có đọc một quyển sách là Sống Không Hối Tiếc. Tôi thích cái tựa đề này và tôi đã quyết định mua quyển sách này để đọc. Làm sao mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời thôi, sống làm sao để không hối tiếc. Khi mà chúng ta biết mục đích của cuộc đời mình, khi mà chúng ta biết chúng ta được tạo dựng cho điều gì và chúng ta sống với điều đó, quý vị, chúng ta chết không hối tiếc. Amen không ạ? Các bạn thấy điều thôi. Một xưa cái niềm vui một xưa là gì? Cái gì làm cho một xưa cảm thấy có năng lượng nhiều nhất? Niềm vui của tôi đó là dấy thêm nhiều lãnh đạo cho Chúa. Niềm vui của tôi, hạnh phúc của tôi đó là mở được nhiều hội thánh cho Chúa. Tôi biết rõ đó là điều mà Chúa đặt để trong lòng. Nó giống như là một cái gì đó, nó không ngừng nghỉ, giống như một cái ngọn dòng suối mạnh mẽ trong lòng của tôi. Dấy được người nào, thêm giá trị cho người nào ở trong Chúa, trở thành những người đầy tớ Chúa, phục vụ Chúa đầy năng quyền, đó là điều mà tôi vui thích. Tôi biết đó là sự kêu gọi, đó là định mệnh cuộc đời của tôi. Và luôn luôn tôi ao ước là mở hội thánh thêm nữa những hội thánh mới cho Ngài. Tôi ao ước là buổi tối hôm nay lời của Chúa giúp đỡ cho tất cả quý vị. Ước ao rằng quý vị sẽ tìm thấy được định mệnh của cuộc đời mình. Hãy nhớ rằng bạn được định nghĩa bởi ân điển của Chúa, chứ không phải là việc làm. Mỗi người chúng ta được định nghĩa bởi ân điển của Chúa. Và điểm cuối cùng mà tôi muốn cùng học với quý vị trong buổi tối hôm nay: con ở đâu?
Và Adam đã trả lời với quý vị: Chúa ơi, con ăn trong cái rừng cây. Chúa hỏi gì? Con có ăn cái trái cây mà ta bảo không? Adam nói gì quý vị? Chúa, con sai rồi, tha thổ cho con. Con sai rồi Chúa, con sai rồi. Có phải Adam nói vậy không ạ? Adam nói sao gì quý bà? Nói chúng tôi. Bây giờ cha nè. Adam nói sao? Kẻ nhất mà khóc dài bên cạnh con. Xui cho con phạm tội. Cuộc đời chúng ta, người đàn ông, khổ sở vì những người phụ nữ. Adam đã đổi thừa cho cái người kế mình. Cái người nữ Chúa đặt ở bên con đã xúi cho con. Chú biết là bà Eva ăn trước không quý vị? Các bạn, chú biết không? Chú biết là mấy bà xúi ông ăn không? Là mấy bà cẩn thận nha. Lẽ gì first đó. Nhưng mà chú vẫn hỏi Adam. Để chi vậy? Một lần nữa tôi hỏi bà cho nên chú hỏi câu hỏi rất là hay và rất là thâm thúy của quý vị. Chú biết chỗ ông đứng, nhưng Chúa hỏi để ông trả lời rằng con đứng đúng không? Chúa biết là ông ở chỗ đó, Chúa hỏi ông để ông biết rồi ông có đang đi đúng định mệnh của Chúa trong cuộc đời không? Chúa biết rằng cái người nữ tóc dài kế bên cạnh đó, tóc vàng, tóc xanh gì đó ở bên cạnh đó, xuống trong phạm tội, nhưng Chúa vẫn hỏi Adam, con có ăn cái trái cây đó không? Adam gọi thưa cho người phụ nữ. Xin lỗi, sao bà? Dạ, dạ, tóc đen cũng được. Rồi gì nữa quý vị? Là chú hỏi Eva, con có vậy không? Eva nói gì? Chú không sai rồi chú. Con thấy nó đẹp mắt quá, con không chịu nổi, cầm lòng không đậu. Eva có nói gì không? Không. Không, Eva nói gì? Chú lại còn rảnh. Mà chú còn ráng không quý vị? Ủa sao vậy? Để hết chỗ cho người rồi. Và cái câu hỏi này, Adam không có làm gì đâu. Adam không ở đâu. Đây không phải là câu hỏi phán xét. Đây không phải câu hỏi chỉ trích. Đây không phải là câu hỏi đóng. Mà đây là câu hỏi mở. Không cần trả lời là yes hay no. Mà là cho ta biết con ở đâu. Cái câu hỏi này là câu hỏi mà Chúa Ngài muốn tạo cơ hội cho Adam ăn năn. Quý vị đồng ý với tôi không? Chúa muốn Adam nói một cái câu là Chúa ơi con sai rồi. Cha ơi con lỡ ăn trái với con rồi. Câu hỏi đó không phải là câu hỏi chỉ trích. Câu hỏi đó không phải là câu hỏi phán xét quý vị. Nhưng mà đó là câu hỏi mà Chúa tạo cơ hội để Adam. Chúng ta còn nhớ khi mà trước khi mà Chúa đổi tên Gia-cốp, Chúa hỏi gì không? Con tên là gì? Quý vị thấy không ạ? Chúa biết tên Gia-cốp không ạ? Chúa biết rõ, nhưng mà Chúa hỏi con tên gì? Tại sao vậy? Chúa muốn chính miệng Gia-cốp xưng cái tên của ông ra. Cái sự yếu đuối của ông, cái con người thật của ông đó là nắm cốt. Ăn của mình. Cái tên đó rất là thú vị. Ông cần phải xưng ra cái tên của mình. Ông cần phải xưng ra cái sự yếu đuối của mình. Rồi sau đó Chúa đổi tên ông là Israel. Phải quý vị, Chúa Ngài hổ chúng ta là để Ngài phục hồi chúng ta. Ngài hổ chúng ta là Ngài tạo cơ hội để chúng ta ăn năn, để Ngài phục hồi lại cho chúng ta. Amen. Nhưng mà rất tiếc Adam đã không có làm gì đâu. Khi Eli và các môn đồ ông đi chặt cây để mở rừng Kinh Thánh, thì đang đốn, thì Kinh Thánh nói là một môn đồ ông đang đốn cây thì cái lửa rừng nó bị giăng xuống nước. Thì người môn đồ này đã chạy đến đây: thầy ơi không có mượn nó. Eli đến nói gì? Sao làm ăn gì không có cẩn thận gì chứ? Chặt xong để cái lửa rượu dâng xuống dưới. Hầu với Chúa như vậy đó. Eli đâu nói gì đâu. Eli nói gì?
Nó rớt ở đâu? Nó rớt ở đâu? Quý vị em ạ, nó rớt ở đâu? Con cần phải biết cái nó rớt ở đâu? Chúng ta rớt ở chỗ nào? Sai ở chỗ nào? Chúng ta rất là dễ, chúng ta mang cái dòng máu của Adam là rất là dễ đổ thừa. Yếu đuối là đổ thừa tại mục sư đó. Mục sư dạy không tốt cho nên tôi không có mạnh mẽ. Mục sư dạy mạnh mẽ, tại sao mục sư nấu tôi vậy? Không muốn đổ thừa mục sư, không đổ thừa vợ mình. Tại bà sai quá. Cứ tới cái giờ đi nhóm là bà cứ áo này sao không có áo mà anh ơi. Sao không nhặt quá, em có quần thay. Nguyên một đống đồ vậy đó. Mà cứ nói là không có quần, có áo. Và cuối cùng đi trễ lại bỏ nhóm luôn. Không biết ở đây có không, chứ ở Việt Nam thì tôi có nhiều lắm. Này chỉ Việt Nam thôi. Đổ thừa một xuân được, đổ thừa vợ, rồi vợ thì đổ thừa chồng. Tại người đó mà tôi yêu luôn. Nó rớt ở đâu? Và Eli làm gì có gì? Eli lấy một cái cây và quăng xuống nước. Và cái lửa rìu nổi lên. Phép mà ra đây xem ra khi mà ông nói thật, nó rớt ở chỗ đó đó. Cái cây đó là tượng trưng cho thật tự giá của Chúa đó quý vị. Khi chúng ta trở lại với Chúa, chúng ta sẽ được phục hồi. Khi chúng ta được trở lại với Chúa, Ngài sẽ làm cho những cái gì nặng nề sẽ được trổ dậy trong cuộc đời của chúng ta. Ngài sẽ làm mới lại cuộc đời của chúng ta. Ngài mở lòng cho chúng ta quý vị. Ngài không có đóng lòng đâu khi Ngài hỏi rằng con ở đâu, con có sai không? Nếu con sai, quay trở lại con trai. Thôi hôm nay tôi muốn một lời này để nói ông bà cha. Chúa yêu chúng ta và yêu cho đến cuối cùng. Dòng tội chúng ta đổi thể son nhạc rồi cho tránh niềm tin. Thật tự giá của Chúa đánh hết cho chúng ta rồi quý vị. Chúa biết chúng ta đang làm gì nữa. Chúa biết chúng ta đang ở đâu nữa. Ở trong căn phòng này và những người đang nghe sứ điệp này của tối hôm nay. Tôi muốn nói rằng Chúa biết tất cả chúng ta đang ở đâu. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta thành thật với Ngài, với chính Ngài để Ngài phục hồi chúng ta. Và tôi mong rằng tối nay sẽ là buổi tối mà chúng ta sẽ được phục hồi bởi tấm lòng an năng của chúng ta. Đừng biện hộ nữa, đừng cãi nữa quý vị, đừng đổ thừa nữa quý vị. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa. Không có gì mắc cỡ đâu. Nếu anh nói Chúa ơi con sai rồi, cha ơi con sai rồi, thì tôi tin rằng tôi và quý vị không phải bị ngủ sẵn. Nhưng mà rất tiếc ông đã không nhận thấy cái lỗi của mình. Nhưng mà điều mà tôi học chỗ này đây, khi Chúa hỏi, Ngài đã dự bị tất cả mọi sự. Adam thì lấy lá vàng để che. Khi một người phạm tội thì cố gắng để che, cố gắng để đẩy những cái yếu đuối của mình. Che được không? Đẩy được không? Trước khi cái sự phán xét đến cho người nam, cho người nữ, cho con rắn, thì Chúa đã cho họ cơ hội. Quý vị, Chúa không muốn phán xét chúng ta đâu. Ân điển của Ngài luôn luôn chưa đầy cho chúng ta. Amen. Một lần thất bại không có nghĩa là chúng ta là người thất bại. Chúng ta được định nghĩa không phải bởi cái sự thất bại đâu quý vị. Nhưng mà chúng ta được định nghĩa bởi cách chúng ta đáp ứng với sự thất bại. Tôi nhắc lại. Chúng ta được định nghĩa không phải bởi sự thất bại, bởi vì ai cũng thất bại hết. Nhưng mà chúng ta được định nghĩa bởi cách mà chúng ta đáp ứng với sự thất bại như thế nào. Ai ở tại đây không chưa bao giờ thất bại, xin chúng ta lên. Cảm ơn sự thành thật quý vị. Đúng không? Chúng ta được định nghĩa không phải bởi sự thất bại đâu. Tôi không bị thất bại vậy. Không phải một lần mà nhiều lần nữa mà. Nhưng quan trọng là cách chúng ta đáp ứng với sự thất bại như thế nào. Chúa vẫn cho ông cơ hội. Con ở đâu? Con ở đâu Adam? Và cuối cùng khi mà Adam không ăn năn thì sự phán xét mới đến. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa vẫn dự bị cái gì cho ông bà? Gia thú. Đúng không ạ? Yes. Chúa đã lấy gia thú để làm áo cho ông bà. Đó là hình bóng rằng Chúa Giê-xu chịu chết để gánh thay tội cho chúng ta rồi. Chúa sẵn sàng điều tốt nhất cho tôi và quý vị rồi, quý vị. Không cần phải thêm lá bả đâu, không cần cái kế hoạch A, B của quý vị đâu. Chúa có kế hoạch đời đời cho chúng ta rồi. Amen. Chúa có kế hoạch tốt nhất cho chúng ta rồi, quý vị. Không cần phải làm những cái gì của chúng ta đâu. Nếu chúng ta lỡ sai, không có nghĩa là Ngài bỏ chúng ta.
Nếu chúng ta sai lầm có nghĩa là kế hoạch của Chúa dành cho chúng ta mất rồi. Không, Chúa đã dự bị, Chúa đã dự bị gia thú để cho ông bà. Và quý vị ơi, tối hôm nay tôi ước ao rằng chúng ta sẽ học lấy bài học của đứa con trai Văn Đàn khi mà lỡ lầm sai trọng. Nó đã nói gì? Nó nói trở về. Nó nói gì ạ? Con đã làm tội với trời và với cha. Con không xứng đáng là ông bịt miệng không cho nó câu đó. Cho nên nó về nó suy nghĩ là nó sẽ nói con làm tội với trời và với cha. Con không xứng đáng là đẹp đâu cha ông. Ông đã làm gì? Theo phong tục người Do Thái, khi một người cha ôm con đó là điều không hay lắm đó, của người phương Đông. Đó là hạ thấp cái phẩm giá. Nhưng vì người cha yêu con nên sẵn sàng chạy ra để ôm con. Bởi vì nó là đứa sai mà. Nhưng mà chúng ta nói rằng người cha chạy ra ôm nó và bảo nó gì? Nó khi nó nói con đã làm, con đã sai rồi, con đã đánh tội với trời và với cha, con xin nó đầy đỡ của cha nữa thì tới đó ông nó không nói nữa. Ông bảo đầy tớ là lấy nhẫn đeo vào, lấy giày mang vào, để áo mới mặc vào. Cái điều đó nói gì vậy? Ông phục hồi lại tất cả những gì đứa nhỏ này đã đánh mất. Ông không có đối đãi nó như là đứa đầy tớ, nhưng mà nó là con. Quý vị, nó được phục hồi địa vị. Đầy tớ không được mang giày đâu. Nhẫn nó là cái thẩm quyền của một người con ở trong nhà. Và quý vị ơi, Chúa không có xem chúng ta là những đầy tớ, mà Chúa xem chúng ta là con ở trong nhà. Amen. Chúa muốn phục hồi chúng ta, quý vị. Chúa muốn chúng ta trở lại với Ngài để Ngài phục hồi chúng ta. Đừng xa cách Ngài nữa. Tối nay trước khi đến đây, tôi được Chúa bày tỏ có những mối quan hệ, có nhiều người ở tại đây mối quan hệ với Chúa đã bị gãy đổ rồi. Và quý vị tối hôm nay hãy tái lập lại mối quan hệ đó với Chúa. Ma quỷ thường hay nói chúng ta mày phạm tội rồi, Chúa bỏ mày rồi, Chúa không tha mày nữa đâu. Quý vị, đó là lời nói dối. Chúa yêu chúng ta và yêu cho đến cuối cùng. Hãy mạnh dạn trở lại với Chúa. Hãy mạnh dạn nói với rằng Chúa ơi, con đã sai rồi. Chúa ơi, con đã làm tội với trời và cha. Xin tha lỗi cho con. Chúng ta thấy nó được phục hồi. Nó được phục hồi trở lại tất cả. Và tối nay tôi tin rằng Chúa ở đây và Ngài muốn phục hồi tất cả quý vị. Mối quan hệ gãy đổ giữa chúng ta với Chúa có hôm nay sẽ được thiết lập trở lại. Điều quan trọng là chúng ta nói rằng cha, con sai rồi. Và mối quan hệ giữa anh em chúng ta với nhau, và tôi được Chúa bày tỏ có những cái mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ cũng đã bị gãy đổ. Và tối hôm nay Chúa muốn chúng ta chỉnh nó lại, sửa nó lại với thập tự giá của Chúa. Xin lỗi và ăn năn với điều mình đã làm. Con ở đâu? Con có đang đi đúng định mệnh mà ta dành cho cuộc đời không? Có nhiều người đang không biết mình đang ở đâu, không biết mình đang làm gì, quý vị. Tối hôm nay Chúa cũng muốn làm điều đó lại cho quý vị. Xác định lại Chúa gọi quý vị ở vị trí nào.